Rồi đó các bạn, mình sẽ xem. Tranh thủ đi sớm về sớm. Rồi, ba em đã lên xe rồi các bạn. Đó, nhẹ nhàng. Ba con gần xị rồi ạ. Ba con nhỏ nhỏ gần xị rồi. Đi xuống. Đi xuống. Bước xuống. Đi xuống. Xuống em. Xuống. Đi xuống từ từ. Đi xuống. Rút rút dây nữa em. Rút dây xuống. Xuống em. Xuống. Để từ từ xuống không trượt. Đi xuống. Xuống. Đi xuống. Xuống cầm trượt. Thay xuống. Rồi, rồi. Rồi dắt vô đi. Tôn TV xin mến chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian của mình click vào xem video tiếp theo của mình hôm nay. Thì hôm nay là thứ hai, ngày 24 tháng 2 năm 2020 rồi các bạn. Đó, thì ngày hôm qua mình có về một con bơ cái. Đó, giá 13 triệu công khai tại chỗ có chú. Và mình bán với giá là 13 triệu 500 khi mình chuyển về tới nhà mình đây. Chi tiết trên kênh Tùng TV này rồi. Thì sáng hôm nay có một ông chú, ông mua ngày hôm cách đây 3 ngày, ông mua mình một con bò đực và một con bê cái mình mua ở dưới Bình Định đó. Với giá là 37 triệu lên tới nhà. Thì sáng hôm nay ông cũng mua, ông chốt luôn cái con bê cái này. Và bây giờ thì mình vẫn chưa cái con bê cái này về đến nhà cho chú. Thì chia sẻ với các bạn trong video này luôn, chú thì không muốn quay cái hình ảnh cái nhà cũng như là nói chung là khung cảnh xung quanh khi giao bò đó. Đó là một lý do cá nhân, cái này thì mình không chia sẻ được, nhưng mà chú này mua đó thì mình chỉ có quay cảnh lên bò và chuyển ra cho chú. Xong rồi trong video này á là mình ngày hôm qua mình đi coi ở dưới Bình Định tổng thể là 3-4 con 5-6 con rất là nhiều, nhưng sáng hôm nay thì người ta gọi lại và bán 3 con đó. Thì mình chứa 3 con đực này, một con ba bê và hai con bò đực lỗ đó, một con ba bê và hai con đực lỗ về côn tâm bán luôn rồi đó. Thì mình đi tới đâu quay video tới đó, đêm hôm thì mua chưa được nên là không quay video công khai. Thì đêm hôm đây người ta gọi lại bán thì sáng hôm nay mình cũng chuyển về công tâm luôn, vì là ông anh này ông dặn rất là lâu rồi đó. Thì mình có quay hình ảnh chuyển qua cho ông anh xem trước, để không rồi up lên kênh là người ta mua mất, anh mua không được đó. Nên là sáng hôm nay là hành trình anh em mình vận chuyển ba con đực lỡ về công tâm và vận chuyển cái con bơ cái ngày hôm qua về cho chú mới rồi. Thì nội dung video thế nào thì các bạn cùng theo dõi hết video để biết nội dung video của mình, đồng thời đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo đó. Không dài dòng nữa, các bạn cùng theo dõi của nội dung video của mình nhé. Bắt đầu nào. Thì con bê đây các bạn, đó mua 13 triệu bán lấy 500.000 tiền lời và tiền xe chở ra tới Tu An, Tu Thủy, Cửa Bang đó, 500.000 tiền xe nữa là con này về tới nhà chú là 14 triệu đây các bạn. Cao dài đỏ đẹp đó, nhưng mà ốm đói khổ. Em ra lại em dính dây kìa đó. Thì bây giờ anh em mình lên xe và chuyển con này ra ngoài Tu Thủy trước, xem rồi là về Bình Định chở ba con đực kia về công tâm. Là hành trình của anh em mình bao nhiêu đó trong ngày nay, nhiều đó là chạy đuối rồi các bạn. Về Bình Định chở bò đi công tâm nữa là chắc cũng đâu đó vô keo luôn em, vô keo rút chứ em rút tay không được đâu. Con này được việc là đuôi dài, khung tàng này to, nhưng mà ốm đói khổ mòi bò đó. Nhưng mà về thì chú chăm sóc vỗ lên thì nhanh lôi. Rồi đi lên xe đi. Rồi đó các bạn, lên xe xem, tranh thủ đi sớm về sớm. Rồi tới nhà rồi các bạn đó. Thì vì một vài lý do chú cá biệt chú ông không cho quay khung cảnh nhà, chỉ có quay khung cảnh lên xuống bò và cái con bò thực tế để mình làm trên kênh thôi. Thế còn quay khung cảnh nhà chú thì ông không cho đó. Nói chung là có một vài lý do đấy mình không biết. Xô quá, xô quá, xô nó quá. Mét 2 mấy gần mét 3.
đi xuống trước, đừng để nó xuống, xuống trước. Đi xuống em, nha em, đi xuống đây. Cầu kia không trụ quá. Cột sát dưới chân, trụ máu chung. Rồi, da bò về tới nhà an toàn rồi đây các bạn. Đó. Đi, vô ai. Đó, rồi, con ba bê đầu tiên các bạn. Đó, đứng hết nửa cái xe rồi đấy. Chưa. Ôi, bán gưa quá mà, bán bớt 1 trăm 1 này các bạn. Trời ơi. Rồi, con thứ hai lên xe. Em vô kèo ấy, em vô kèo ấy. Lâu hơn. Nhẹm. Đi, rút. Đi, dò. Đi. Đó. Dẫn mày. Đi ra, đi. Đi, rồi ném níu. Ê. Lên xe chạy đâu rồi? Rồi, ba em đã lên xe rồi các bạn. Đó, nhẹ nhàng. Ba con gần xị rồi á. Ba con nhỏ gần xị rồi. Rồi các bạn, anh em mình thì vẫn chỉ có ba con bò, bây giờ hiện tại đang có mặt ở thành phố Kon Tum rồi. Đó, trong mặt các bạn là sắp tới cầu Đập La. Thì chia sẻ với các bạn, anh chủ này anh đang đứng chờ ngay tại cầu Đập La đó. Thì bây giờ mình lên, mình gặp anh chủ, anh dẫn lên đầu nhà cách xéo coi nữa các bạn. Lên là mình quay mô hình của anh cũng như là những con bò ngày hôm qua mình trá, ngày hôm nay mới bắt cho anh được thôi. Gửi video phát một là chốt luôn, không có kịp làm video báo giá cho các bạn luôn. Rồi các bạn, gặp được chủ nhân của hai ba con bò rồi đó các bạn. Đó, giờ anh dẫn mình vào nhà. Rồi, về tới nhà rồi các bạn. Miếng bò về tới nhà là được rồi, không quan trọng. Ôi, bữa mình bữa mỏi mà. Thì chia sẻ với các bạn, nhà anh ở đối diện xã Krem, huyện gì anh? Thuộc thành phố Kon Tum luôn. À, xã Cờ Rong thuộc thành phố Kon Tum luôn. Ở từ ngoài thành phố vào trong này chắc tầm 17 cây. Đi thấy xa mà. Ừ, em lên em lấy cái dây em giàm cái em cột vô đây, cái dây giàm cũng đực lại luôn hơn. Ui, con ba bê. Con đây mà anh đét thì thôi hết ý luôn. Anh chưa có nuôi ba bê bao giờ. À, bây giờ có nghĩa lần đầu tiên coi như là anh nuôi để... Ý chứ con trâu vậy rồi á. Ui, mà đứng xe anh gọi anh phá hai con kia bớ mình vậy rồi. À, nãy anh định dẫn em bữa trước em đi đường kia kìa, mà nó là một trạm công an kia thôi, rất là mềm. Lúc sau bên em xuống sao lại có một thanh tra nữa. Thanh tra. Ui, đầu. Sao lại có thằng thanh tra. Rồi các bạn, thì chia sẻ với các bạn thì mấy con bò này là ngày hôm qua mình đi xem đó, nhưng mà không có kịp làm video báo giá thì anh này anh chốt rồi. Ngày sáng này chở thắng lên cho anh luôn ba con. Chào chị, chào anh. Dạ, lâu lắm rồi muốn gặp em, hôm nay gặp rồi đó. Dạ, từ trước giờ có theo dõi kênh em không? Có. Dạ, thì thằng này nghe em à. Dạ, đó thì bác ba con đó. Thì ngày hôm qua đi xem rồi quay video lại, rồi anh cứ dặn luôn rồi cái chuyển hình ảnh qua trước. Thì chia sẻ với các bạn cái con ba bê này á, thì bữa hôm qua gửi hình qua thì anh không chốt, mà anh chốt cái cạch mà ba bê nhỏ mà mình 52 triệu mà mình trả 49 triệu đó các bạn. Nhưng mà mình thấy cái cạch mà 52 triệu với 49 triệu đó mà và để bắt cái con ba bê này 43 triệu thì hiệu quả hơn. Đó, nên là bắt cái con ba bê này cho anh. Đó. Nhem, đi, ra. Đi xuống.
Trèo lên đây, anh trèo lên, anh vỗ vỗ đi cái nó bước xuống này. Trèo kêu luôn nó đây anh. Đó đó đó. Anh lại vỗ vỗ đi nó là xuống này. Vỗ một đi nó cái là xuống này. Đi, xuống. Xuống. Để xuống em. Ui, được con đá. Xuống em. Đi xuống. Thôi xong mới. Đi xuống. Mạnh không? Rồi đạp đi, bước lên. Đạp đi không phát nữa. Bước xuống. Đạp vào cái đứa đó. Đạp bước xuống này. Đi xuống. Đấy. Ê, trột trột trột. Xong trột. Đó, này nó đúng ngoài kia. Hay hơn. Rồi. Cái cột chỗ nào cột vậy? Kệ đó. Ai gọi kệ giờ ra quan trọng là gọi cá ngày mà ngày nào nó không gọi. Rồi các bạn, thì cũng được đây là 27 triệu nè. Đó, thì cứ vét xuống con nào mình chia sẻ, một con 24, một con 27, một con nữa 43. Đó, 30 thì 43 triệu. Dạ, dòng này thì dòng Man Facing. Con này đẹp trúng giống luôn. Con này con này thì Luôn đi vô chuồng luôn. Đi. Ôi, chuồng anh thì anh nuôi cũng quá trời bò đấy mà. Ê, ê. Mấy đợt này chắc anh cũng tuyến đầu dưới lên chứ trên này làm gì có bò vàng đấy. Còn này mấy đợt này đẹp đấy chứ. Dạ. Ném lại với em đi đâu vậy? Rồi. Đó, chuyên phụ giá bò. Đi vô, đi vô. Nhem, nhem, nhem. Rồi, con đây thì dài mình hơn, à, thiệt ít hơn. 24 triệu. Ơ chết rồi. Theo chung giỏi. Không lọt rồi. Lừa cho nó vô. Đi. Rồi cột dây đứng ngán lại. Để dạng dạng máu xuống xe cho nó quen chuồng chút. Chụp ông đây. Ông đây mình dài, cấp mình dài 24 triệu rồi. Ông đây cấp mình dài khiếp luôn. Đi ra. Rồi hai người ra dắt con ba bê cho một người anh xuống anh quậy. Chịu không nấu đâu. Mở gọn gàng cho lại em. Buồn là ông thử mà. Cái dòng ba bê đó mà con ra là nó bức răng rồi mà nó to. Ui ôi, cái khung sát nó to mà nhà nào không có cho ăn đuối. Chứ con ra mà cho ăn đuối con bò lên mấy nem hàng tấn chứ không phải đơn giản đâu. Đi xuống em. Xuống. Đi xuống. Đi xuống. Bước xuống. Đi xuống. Xuống em. Xuống. Đi xuống từ từ. Đi xuống. Rút dây nữa em. Rút dây xuống. Xuống em. Xuống. Để từ từ xuống không trượt. Đi xuống. Xuống. Đi xuống. Xuống không trượt. Thấy chưa? Rồi, được rồi. Rồi dắt vô đi. Đấy, 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 trượt. Trượt cái mép kia đưa chân thấy chưa? Rồi. Rồi, bình thường. Đi, đi, đi. Đi vô. Đi 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 vô. Vô em vô. Vô. Rồi. Rồi rồi cột lại. Cột quay rồi tính sao. Rồi đó các bạn. Thì nói chung là bò về tới nhà an toàn hết rồi đó. Đi từ sớm tới giờ. Giờ là 3 giờ chiều rồi đây. Đó.
không sao, không chẹp là hết này, do là máu xuống kẹt cái do vỗ bưng ấy. Yeah. Đù, à, to, mình nó dài. Con này mà anh cho anh đú vào anh xem cái tốc độ tăng trưởng so với lũ kia. Do anh ngày xưa nuôi bao giờ anh nuôi thử để yeah. Anh thử. Trên kia anh còn mấy con trên kia. Ờ, chuồng trên anh còn mấy con rồi anh, dạ anh chiên bộ béo vào thịt kìa. À, anh nuôi cái con đó nó phải hiệu quả hơn cái kẹp nhỏ kia. Rồi. Yeah. Anh ngày xưa ấy bao giờ nuôi bao giờ thì nghe là. Dạ yeah, cũng muốn nuôi con ba bê thử à. Để thử cho biết. Mà em thấy nếu mà anh chọn cái kẹp nhỏ kia thì anh nuôi con đó nó phải hiệu quả hơn. Anh uống thì khó suy nghĩ vậy rồi. Đục mà xuống trời chừng. Chào. 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 Nhưng mà tơ chân này. Anh tơ chân. Má mép trời chừng bột điền đầu quá mà. Từ dưới lên sao lên tự nhiên xuống một bước trời chừng. Tôi đã mà. Xuống tơ chân liền do nó nặng ấy. Xuống trột cái mép cái. Ôi ô vàng ba bơ thì nó ăn uống thì không phải khỏi nói rồi, hai con kia cũng vậy. Nói chung là sáng chở sớm xong rồi là chưa ăn hết cái này, giờ anh có rôm dục vô miếng nó ăn miếng đỡ đói. À. Chúng mày chưa qua đi, qua thoải mái mà sau này anh thích là chúng mày chọn là bò ba bê. Chọn bò ba bê anh. À, bê không pháp. Dạ. Có gì được. Rồi. À, là cứ chuyển lên đồ ăn. Rồi. Anh cứ nuôi thử một con thôi nó như thế nào rồi anh biết. Mà nuôi những cái con như giờ nó mới gọi là giá trị chất lượng nha. Ôi, dài như cái buồng. Vừa đúng hai anh em này anh mới vừa ngã ra anh xem ấy. Mà hôm bữa là do là cái chuồng anh chặt em đứng dậy em quay này anh nhìn cái con bò không được. Không, anh nhìn cứ cái thấy cái băng dài á, anh nhìn không biết cái độ dài nó đâu. Thì bây giờ anh nhìn giờ anh mới thấy cái độ dài của con bò. Nó dài sắp rưỡng con bò thường của mình luôn. Mà khi nó lên là lên cá cổ cá đuôi. Chứ không phải như bò mình là lên cái con này lên đùi thiệt tốt, mà con này lên dài thiệt tốt mà đùi lép. Rồi. Nói chung là quay sơ sơ như vậy. Mô hình của anh là chuyên vụ béo bò thịt. Rồi các bạn thì bò về tới nhà an toàn hết đó, chỉ có cái con ba bê nó hơi nặng, nó xuống xe nó bị trời sơ sơ phía sau cái chân của nó một xíu, nhưng mà theo anh thì không sao. Cái này thì nó trời sơ sơ thì anh cũng nói anh dùng ít lông não anh rỉ vào đó chứ sợ mấy con ruồi nó đi trứng đó thì nó lại làm hung ra, chứ thật sự ra cái này thì không sao. Vận chuyển bò về nhà an toàn thì mình cũng nhận tiền xem, và anh em cũng như là cái tình cảm giữa người mua và mình là người bán nó rất là đậm đà thắm thiết và mọi chuyện rất là vui vẻ suôn sẻ, không có cái gì hết đó. Thì giao bò bằng lòng tin các bạn, chớ ba con bò gần 100 triệu nhưng mà cũng không kẹp ống đồ, nhưng mà anh là người thật việc thật, anh gọi mình nghe và mình tin tưởng đó. Mình thì cũng đi bằng cái lòng tin của mình thôi đó, về tới nhà anh cực kỳ là vui tính cũng như là thân thiện đó. Mình đến nhà và giao bò uống nước nhận tiền một cách rất là hòa đồng và hài hòa giữa hai bên đó. Thì vừa rồi là toàn bộ nội dung video mình chia sẻ về ba con bò chưa kịp làm video mà đã bán. Ai quan tâm về cái việc mua bán bò công khai của mình đó thì theo dõi video rồi biết. Còn những người bán ba con bò này cho mình thì cũng biết giá cả công khai thực tế khi mà mình vận chuyển về tới thành phố Kon Tum, cách thành phố Kon Tum mười mấy coi, và giao bò tại nhà của chú luôn đó các bạn. Thực tế như vậy, mua bán công khai đố ai làm được, chỉ có Tùng TV làm được thôi. Bye ạ. Hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Rồi. Thì ngay chỗ cây da chạy ra các tường mà em biết mà. Thì quê em dưới đó. Rồi nói chung là anh em mình vợ nha anh Tính. Có gì em xin phép em về không tối, do đường nó không quá xa. Rồi vui yêu hết. Rồi chào anh ạ. À, chào bác ạ. Rồi bây giờ chào hết cả nhà đi về cả nhân. Đó thì đây là những người luôn theo dõi kênh của mình hàng ngày đó, và cũng quay hết mạch của mấy anh mấy chú rồi tối nay lên video xem cho nó được vui. Đó theo dõi video hàng ngày luôn đó. Rồi chào hết ạ. Bye.